Hội trao niềm yêu thương bếp ăn từ thiện thị trấn Phú Hòa và đoàn y bác sĩ thiện nguyện đến từ thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi ở xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn. Các y bác sĩ khám các bệnh về nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, đo điện tim, siêu âm và cấp phát thuốc chính làng miễn phí cho những trường hợp có bệnh, kết hợp tặng 600 phần gạo cho người nghèo, cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Chánh và các địa phương lân cận. Tổng kinh phí thực hiện trên 116 triệu đồng.